Xin chào mọi người, tối nay mình giới thiệu đến mọi người cái con Lenovo ThinkPad X1 Yoga nha mọi người. Cái dòng Yoga là cái dòng mà màn hình 2K 14 inch và đặc biệt là nó gập 360 độ, gập ha, gập như thế này. Đây, gập. Đây mọi người. 14 inch và có bút nha. Có bút có thể bút thì nhét vô đây nè mọi người, nè mình rút ra thôi. Đó. Máy là mượt mà, siêu mượt mà luôn. Và cái bản lề của X1 Yoga thì rất là thông minh. Khi mà gập xuống, đây giờ mình mở lên lại nha. Mở lên lại thì mọi người thấy đó là phím nó lồi lên. Và mọi người nhìn, khi mà mình kéo xuống thì phím tự động lùi xuống đó. Và không có tác dụng gì hết, nó rất là bằng luôn đó. Cầm lên, không có cộm tay. Cấu hình X1 Yoga này là cấu hình i7 thế hệ 8 nha mọi người, 8650 nè. RAM 16GB, SSD là 1T. Dòng Yoga này bên mình về lúc nào cũng SSD 1T, cho nên là xài thoải mái. Nếu mà ai cần một cái con máy mà dung lượng nhiều á, vừa là 2K màn đẹp, sử dụng ok tốt của ThinkPad X1 nữa, vừa có bút để vẽ vời đó, thì con này là sự lựa chọn tuyệt vời luôn. Bởi vì vậy cho nên mình hay thường xuyên lên video, mọi video về X1 Yoga mình đã bán hết nha mọi người. Cứ thỉnh thoảng như vậy từ đó tới giờ, cái tháng vừa rồi, bây giờ tháng 1 đúng không? Cái tháng 1 này mình lên chắc cũng phải riêng cái Yoga mình lên phải gần 20 con, nhưng đã đều bán hết rồi nha mọi người. Tối hôm nay là một con Yoga mới. Và chỉ có Yoga là bây giờ chỉ còn là bắt đầu từ video hôm nay trở đi thôi. Đó, đây mọi người vẽ rất là sướng luôn. Và cái ngồi, cái này có thể hay ngồi được, mặc dù là zin của nó là như thế này nè mọi người nè, bút ThinkPad nè. Nhưng mà mình có ngồi này tại vì là bên Nhật á tặng về cho mình một bó ngồi luôn. Thì mình cứ chia ra của cái dòng Yoga thôi. Ngồi đây là ngồi của dòng Yoga, mình cứ chia ra thôi, mình tặng cho mỗi người một cái ngồi cho tới khi hết thì thôi. Đó là đây nè ha, có kèm bút kèm ngồi dự phòng đó, người ta có tặng một bó vậy thì cũng không có để làm cái gì, thì tặng cho mọi người vô bút chứ còn lâu nó mới hư. Không mình chưa bao giờ thấy người ta sử dụng bút là cứ vậy thôi, không bao giờ gãy ngồi đâu, để dự phòng vậy cho nó yên tâm vậy thôi. Màn hình là độ phân giải 2K và cái con máy này là đặc biệt là nó không có bị phản quang, không bị gì hết nha mọi người. Máy này là màn đẹp, không có lỗi gì hết, dành cho ai mà thích là không có lỗi gì hết trơn. Đó thì là lấy cái con này. Và phím này mình cũng chưa dán phím quốc tế nữa, dán ra thì rất là đẹp mọi người. Phím thì như vậy là cũng còn tương đối đẹp nè, không có bị trầy mòn hay là gì hết. Và bóng thì rất là nhẹ thôi, một vài ký tự, tại vì đơn cơ bản là dòng này nó đã bóng rồi, nó mịn rồi đó mọi người. Bóng rất là đã luôn, kéo 1 tỷ lần cũng không bao giờ mà bung ra nữa mọi người, rất là ok. Bàn rê chuột đẹp, góc cạnh cũng đẹp ha. i7 Vero Gen 8 nè. Đó, ThinkPad chữ rất là mượt mà luôn, chữ nhung mịn mượt cực kỳ. Đây, chỗ này thì chắc là một cái tem gì đó của ThinkPad trước đây người ta sử dụng, người ta lột ra như thế này. Không có lỗi làm gì hết nha. Pin nó thì nó tầm 3 giờ mọi người, tại dòng này là dòng 14 inch mà nó lại 2K nữa. Nó sáng, độ sáng rất là cao. Pin nó tầm 3 giờ. ThinkPad này, chữ ThinkPad này mọi người mượt mà lắm. Góc cạnh nhìn trực diện thì khá là đẹp nha mọi người. Chỗ này đây, đây nhìn trực diện đây nè mọi người, thì nhìn nghiêng á, mượn ánh sáng thì mình sẽ thấy cái hằn, cái vết sticker. Trước đây người ta sẽ dán cái cấu hình hay cái gì đó lên đây, và sau này người ta lột ra thì nó hơi hằn lên. Trên cái vỏ này là cái vỏ nhung, và mình thấy là như vậy là cũng khá là sạch sẽ rồi đó. Tại vì thường thường á, cái dòng này là cái dòng vỏ nhôm và được phủ cái lớp nhung chống trơn trượt, nó cũng y hệt. Đây là cái dòng X1 mà mọi người, X1 cho nên nó là lúc nào cũng được phủ lớp nhung chống trơn trượt hết trên mọi bề mặt, là như thế này đó. Nó cũng sạch sẽ, nó chỉ hằn sticker thôi. Bên này, đây là sạc tai si ha, và ngõ kết nối tai si luôn mọi người, ra Thunderbolt USB. Bên này thì có HDMI nè, có tai si, có HDMI, có USB. Ngõ gì đây mình không biết, còn đây là nút nguồn. Chỗ này là mình nhét cây bút vô. Đây mọi người, nhét cây bút vô nè. Đó, máy là chất lượng, máy kèm sạc zin, tặng ngồi như video mình nói. Và đặt đây là mã 451. Cái con máy này mình báo giá mọi người là 9 triệu 9 nha. Ai chốt có thể inbox mình, tiền nào của nấy. Cũng có video như thế này nhưng mà mình báo giá chỉ có 8 triệu 9, hoặc là cũng có như thế này 8 triệu 6 nhưng cũng như thế này là 9 triệu 9. Tùy vào cái tình trạng mà mình cảm thấy như thế nào thì sẽ báo giá như vậy. Mọi người mua máy theo mã ha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt có thể inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha. A451 nha mọi người, 9 triệu 9. Cảm ơn mọi người nhiều nha.